Xin chào các bạn. Làm thế nào để bắt đầu kinh doanh online? Vâng, thưa các bạn, tại Việt Nam, kinh doanh online là một thị trường phát triển vô cùng mạnh mẽ trong những năm trở lại đây. Hàng loạt những tên tuổi lớn đã xuất hiện chỉ trong vài năm: Zalo, Lazada, Sendo, Shopee. Vì sao nó phát triển được như vậy? Và làm sao chúng ta có thể chọn cho mình một kênh kinh doanh online phù hợp để bắt đầu? Hãy theo dõi hết clip này để cùng có câu trả lời nhé. Trước hết, chúng ta phải thừa nhận rằng công nghệ Internet đã và đang bùng nổ. Mọi người hoàn toàn có thể tiếp cận hầu hết những thông tin mình muốn chỉ bằng vài từ khóa cho các công cụ tìm kiếm. Hoặc thậm chí chúng ta chưa tìm ra kết quả thì các thuật toán đã đưa những kết quả đến trước mắt chúng ta. Ví dụ như, bạn đang tìm mua bàn ghế, bạn chỉ cần tìm nó một lần. Ngay sau đó, hàng loạt những thông tin liên quan đến bàn ghế sẽ hiện ra trên màn hình của bạn. Khi bạn đọc báo, lướt Facebook, để còn gì tuyệt vời hơn khi bạn là một người kinh doanh online và công nghệ sẽ giúp cho bạn tiếp cận được hàng loạt những khách hàng tiềm năng. Wow! Và câu hỏi đặt ra là, chúng ta sẽ làm như thế nào để bắt đầu kinh doanh online? Yếu tố đầu tiên sẽ tùy thuộc vào bạn giỏi hoặc yêu thích lĩnh vực nào. Chúng ta chỉ cần có thể làm tốt nếu chúng ta giỏi hoặc đủ đam mê với lĩnh vực mà chúng ta đã chọn. Ồ, bạn khoan hãy rời đi. Nếu bạn nghĩ rằng mình không có gì đặc biệt để lấy nó ra kinh doanh, thì bạn hãy suy nghĩ lại. Ngày nay, ngay cả một người chỉ biết chơi game cũng có thể kiếm tiền, và thậm chí anh ta kiếm rất nhiều tiền bằng cách chia sẻ những khả năng và kinh nghiệm của mình trên các diễn đàn game thủ. Hay thậm chí một anh Việt Nam đi làm công nhân tận châu Phi, công việc của anh rất bình thường, nhưng thông qua YouTube, anh đã chia sẻ những việc mình vừa làm, vừa chơi và các công việc giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn tại bản địa, đã vô tình thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Qua đó, anh đã có thể giúp đỡ nhiều người hơn từ những kiến thức và thu nhập của mình. Trở lại với vấn đề của chúng ta, vậy làm sao để khởi nghiệp với kinh doanh online? Trước tiên là xác định bản thân chúng ta sẽ làm gì. Thị trường xung quanh chúng ta rất lớn, đặc biệt trên online, chắc chắn luôn có những người cùng chung ý tưởng. Vì còn lại, bạn hãy xuất hiện trên online và nói về bản thân, về lĩnh vực của mình. YouTube, Google hay các kênh cá nhân Zalo, Facebook, Instagram. Khi bắt đầu mọi việc sẽ khá là khó khăn. Tuy nhiên, như Jack Ma đã nói, nếu bạn không bắt tay vào làm gì thì không có điều gì là khả thi cả. Hãy làm và hoàn thiện hơn sau mỗi lần chỉnh sửa. Nó sẽ là một trải nghiệm sau này bạn sẽ nhớ mãi, mà có khi còn phải bật cười khi nhắc lại. Và mặc dù thành quả ai cũng muốn nó đến nhanh, nhưng hãy nghe tôi, mọi thứ đều cần thời gian để nó trở nên to lớn. Trong thế giới thực vật, cây nào nhanh có quả người ta gọi là cây ngắn năm, và cây trồng 1-2 năm mới cho ra trái đầu tiên sẽ gọi là cây lâu năm. Và để sự nghiệp bền vững, cách duy nhất là chúng ta vun đắp từng ngày từng ngày. Và cuối cùng, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai công cụ ít nhiều sẽ giúp các bạn tìm ra cho mình con đường để tìm hiểu thị trường kinh doanh online. Một là Google Trends, giúp bạn nắm bắt những từ khóa tìm kiếm đang được quan tâm nhất. Qua đó, bạn có thể nắm bắt thị hiếu và chọn cho mình lựa chọn phù hợp với thị trường. Hai là Keyword Google. Ứng dụng này sẽ giúp bạn cập nhật được những kết quả tìm kiếm gần đây, cũng như những xu hướng tiêu dùng đang hot và những thông tin thị trường mới nhất. Qua đó, có thể hiểu được rõ hơn về hành vi của người dùng trong tương lai. Và nhờ đó, chúng ta sẽ định hướng được công việc cần làm khi bước vào kinh doanh online. Và để có thể thực hiện tốt hơn, bạn có thể tham gia một vài khóa học đào tạo kinh doanh online của một số diễn giả. Trong khuôn khổ video, tôi sẽ không thể nói quá nhiều về các công cụ có thể sử dụng để hỗ trợ cho việc kinh doanh online. Tuy nhiên, tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn qua những video sau. Tôi xin tặng bạn câu nói của Jack Ma: ngày mai thật sự có huy hoàng tùy thuộc vào sự lựa chọn và hành động của bạn hôm nay.